Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống của Đô Hồ Giang ạ. Hiện tại là em đang có mặt tại vườn của anh Tình và Chà Lách Bến Tre, chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình một lô mai cúc thọ hương ghép già mùa nha cô chú anh chị. Vào chỗ của anh Tình thì chuyên về bình lục mai nha. Với cô chú anh chị mình mua số lượng xỉ lẻ liên hệ trực tiếp với số điện thoại của vườn giúp em ha. Em xin phép clip chia sẻ luôn ạ. Rồi anh cũng chào Phương ha, rồi chào kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang ha. Thì tiếp tục hôm nay thì cũng lên giới thiệu với cô chú mình một số bình mai đó cô chú. Thì ở đây em có 3-2 mã số siêu bông bình lợi hàng gốc phôi ha, để giao lưu với anh chị mình, rồi em sẽ vô chi tiết của bình mai ha anh chị. Đây thì địa chỉ của em ở xã Tân Thiền, Chà Lách, Bến Tre. Số điện thoại của em thì 0898147896 cô chú. Đây em có 2 cây siêu bông bình lợi hàng bonsai nè cô chú anh chị. Hàng nhỏ ngọn gọn xinh xinh vậy ha. Đấy, nó cũng lắc lượng luôn cô chú anh chị ha. Cây này được ghép với mai phôi của Tiền Giang ha anh chị. Dạ. Đây, để em sẵn em đo cho cô chú anh chị mình xem ha. Cây này thì em ghép này được cũng được khoảng 5 tháng cô chú. Cây hàng này thì chơi tết ngon lành nè. Hàng này đế cũng khá. Đế đẹp ha anh chị, hàng bonsai. Cái hoành vị trí em đo thì được 21 ha. Cây này có giọng lắc chữ C ha. Chiều cao của nó 55 ha. Tán ngang của nó cũng là 55 luôn ha. Cây này được ghép 3 bo siêu bông bình lợi ha. Nó như cái cây số 1 này thì em giao lưu với cô chú mình đó, giá của nó là 1 triệu ha. Em sẽ bao với ship cho cô chú mình ha. Hàng này nhỏ nhỏ gọn gọn xinh xinh nhưng mà hàng bonsai của chú anh chị. Em qua cây bình lợi thứ hai anh chị. Em có 2 cây. Hàng mai cũng khá. Cây này thì đẹp nè cô chú anh chị. Cây này cũng hàng bonsai ha. Cây này cũng giọng lắc luôn ha cô chú anh chị. Mấy cây này thì cây tuyển chọn của em cô chú chị. Đang ấm tay mà lúc nụ có luôn nha cô chú anh chị. Cây rất là sung ha, đang đi đọt. Mỗi cây em ghép 3 bo nha anh chị. Mỗi cây ghép 3 bo ha. Cây hoành vị trí này em đo thì cũng được 21 ha. Xuống củ đế này thì được 28 ha. Chiều cao của nó thì được 47 ha. Tán ngang cây này cũng 47 luôn cô chú chị. Nó căng tàn ha. Rồi cây này em giao lưu với cô chú mình đó, giá của nó là 1,1 triệu ha. Ship luôn cả chậu anh chị, hàng bonsai. Nó còn gọn xinh xinh anh chị. Cũng xinh ha. Khá cây lắm cô chú anh chị, cây này đẹp lắm. Rồi, em qua lục bình mai của chú anh chị. Rồi tiếp. Rồi tiếp theo em giao lưu với anh chị mình hàng lục bình mai ha, loại 30 cây. Cái loại này bữa nay em có loại 850.000 một bình anh chị. Hàng này thì cô chú anh chị mình chơi tết rồi nè. Em đang xử lý bốc nụ, bình nào cũng có điều khốp nụ anh chị. Có ít chứ cũng không nhiều ha, nhưng mà có. Này là 30 cây ha cô chú. Hoành thân của đế của nó là được 77 ha. Cây này thì em đang cái eo ra hơi to, nó không có eo cô chú. Mẫu này khác mẫu kia, nó cũng 77 luôn à. Cái bụng của nó thì 132 ha. Cái này loại 30 cây ha anh chị. Cái cổ của nó là được 60 ha. Chiều cao tới cái niền á thì được 85 ha. Tổng thể thì nó gây ra 1m1 ha anh chị. Cây thì to bằng cây này có khoảng 2,5 ha. 30 cây ha anh chị. Rồi bình này em giao lưu là 850.000 một bình ha. Một cặp của nó là 1,7 triệu ha cô chú anh chị. Đúng rồi, 1,7 triệu hả cô chú anh chị. Em sẽ bao ship ha. Dạ, 850 bình nha cô chú. Bình cũng khá to cô chú anh chị. Thấy vậy chứ cũng to lắm. Loại 30 cây ha. Rồi, tiếp theo thì em cũng lên loại 30 cây nè. Thì bình này nó cao hơn chút cô chú anh chị. Đây, cô chú anh chị mình nhìn dung nè. Nó bên đây nó sẽ thấp hơn, bên đây nó sẽ cao hơn chút đỉnh ha. Để em... cái hàng này thì cô chú anh chị mình chơi tết này. Có hiện tại bốc nụ ha, bình nào em cũng có xử lý bốc nụ cho cô chú anh chị mình về chơi tết. Hàng này là chủ yếu em làm hàng tết anh chị. Cây thì già nua cứng cáp hết ha. Cái hoành đế của nó cũng là 80 ha. Thì chiếc này em nâng cái eo ra, nó không còn eo cô chú, nó thon lên đây nó sẽ cớp vô ha. Cái bụng nè, chủ yếu là cái bụng của chú anh chị. Cái bụng là 134 ha. Cái cổ của nó ha,
Cái cổ là 60 ha cô chú anh chị. Chiều cao từ cái miệng á lên tới cái miệng của nó được 89 ha. Tổng thể cái bình này được móc mắt 2 anh chị. Đó, cây thì đều nhau cô chú anh chị mình xem nó đều gan với nhau ha. Đó bình này thì em giao lưu với các anh chị mình á, chỉ có 900 ngàn một bình ha. Cái hoành thang cây này thì nó được cũng bằng bự hơn puppy á cô chú. Thì bông của nó là bông giảo ha, bông 8 12 cánh ha, 6 12 cánh chứ. Rồi, tiếp theo thì em lên cái loại 30 cây. Nhưng mà cái này cô chú anh chị mình xem nè. Thì em bán mẫu nào ra bộ đó anh chị. Cái này là như loại số 3 ha. Cái này thì nó cao hơn mà cây nó to hơn cô chú anh chị. Cây nó to hơn ha. Cây to lắm. Cây này. Đúng rồi, cây này chắc khoảng 3 phân, 3 phân rưỡi cô chú anh chị. 3 phân rưỡi, 4 phân á. Cây bồn đế nó to, nó 83 ha cô chú anh chị. Cái này thì nó, cô chú anh chị mình dùng ha, nó không có eo của chú. Này 83, này còn lại 78 ha. Nó chỉ rút gọi gọn gọn, tại vì em năng ra cho nó cân đối cái bình anh chị. Cái này là được 30-134 ha. Thì cô chú anh chị nhân 3 thì nó khoảng là 48 ha cô chú anh chị. Cái cổ của nó là 60 ha. Cái cây thì hiện tại cốt nụ tên của chú chị. Chiều cao tới cái niền là 98 ha. Tổng thể cũng là 1m3 của chú, 1m3 ha. Bình này đặc biệt là cây rất là to ha. Nó thì em làm ra có nhiều cái loại đó của chú chị, loại nhỏ, loại bơ lớn gì đó, cây nhỏ là cây nó nhỏ, cái nó cao chiều cao hơn ha. Cái bình này thì em giao lưu là cái loại 30 cây lớn này em giao lưu là 1 triệu một bình ha. Một cặp của nó là 2 triệu ha của chú chị. Thì anh chị mình mua một cặp á thì em sẽ lựa một cặp tương ứng cho anh chị mình nè. Tỷ cây này là to thì em sẽ lựa bình to cho cô chú anh chị mình ha. Cây rất to cứng cáp ha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo thì em lên cái loại 50 cây. Cái mẫu trước thì em bán hết rồi cô chú anh chị. Em bữa nay em lên cái mẫu sau nè, cái lô trước thì em đã giao lưu hết rồi. Chú anh chị mình xem ha. Cái tháng này thì lá nó hợp lá cô chú nên nó già hay già lá ha. Cái bình này là 50 cây một bình ha cô chú anh chị. Bữa nay em lên như 30 cây với 50 cây cô chú. Mặt hàng này thì em giao lưu rộng rãi lắm nè. Mấy hàng này vừa chơi lắm. Tại vì cái hoành đế của nó là 80 ha cô chú anh chị. Cây này thì nó nhỏ, cây này bằng búp bi cô chú anh chị ơi. Này 6-7 nó cũng không giật lên nhiều ha. Mà cây của chú anh chị mình nhìn xem em lựa cây nó đều nhau nha cô chú, chứ không phải cây nhỏ bự ha. Cái hoành bụng này 130-35 ha cô chú anh chị. Nó trên lệch không nhiêu chứ, trên lệch khoảng 1 phân tới 2 phân à. Cái cổ cũng là 60 nè. Nên mình làm gì vô cặp nó dễ lắm cô chú anh chị. Chiều cao của nó là 1m nè cô chú anh chị. Tổng thể vì cái bình này 1m3 ha. Đây, này là 50 cây một bình ha cô chú. Loại 50 cây ha. Đó, cây thì cô chú anh chị mình xem nó đều nhau, nó căng đối đều nhau một cỡ cô chú. Nhìn cái bình nó không có bị thô cái bình ha. Nó đều với nhau rồi, cái bình nó không bị thô. Nhìn nó đẹp. Bình này thì em giao lưu là loại 50 cây ha. Bình này em giao lưu là 1,3 triệu một bình ha. Cao lắm của chú anh chị. Em đứng như vậy nó cũng cao ha. Nó cũng ngang cái cạm em ha. Khỏi cạm em ha. Nó cũng cao lắm chị. Rồi bình này là 1,3 triệu loại 50 cây ha của chú anh chị. Tiếp theo thì em quay cho cô chú anh chị mình xem cái bình 50 cây. Mà nhưng mà đặc biệt cái bình này nó to hơn của chú anh chị. Nó sẽ to hơn ha. Thì tiền nào của nấy anh chị. To hơn thì tiền ship nó cao. Nên em bán nó chỉ chủ yếu là tiền ship cho anh chị mình thôi. Còn cây thì số lượng cây nó cũng vậy rồi cô chú anh chị. Đây cái hoành đế của nó nè. Cái đế này nó bự lắm. Cái đế này được 90 nè cô chú anh chị. Cái bình này mẫu cũ của em nó còn cái eo này. Cái eo thì nó là 87-78 ha. Cây thì đang xì tược sống khỏe luôn cô chú anh chị. Cái bụng to nhất của nó là 144 ha cô chú anh chị. Cái bình này thì anh chị nhân 3 thì nó bự lắm á. Đây cái cổ của nó là 67 ha. Có mặt bông nữa không chú anh chị. Bông này thì cũng 5, 6, 9, 12 cánh nào. Nhưng mà dòng giảo không chú. 5 cánh nhưng mà cánh khích ha. Cánh to. Chiều cao tới cái này là 105 ha. Tổng thể là 1m3 của chú. Bình này to nè cô chú anh chị mình xem. Nên cái bình nó tiền ship nó cao không cô chú anh chị. Nó cao ha. Tiền ship nó cao lắm. Nhiều khi anh chị mình mua xin ngán những cái bình lớn này em ship xa cho anh chị mình sợ nó không không an toàn á. Thì cô chú anh chị mình mua yên tâm. Thì em ship em sẽ đóng gắt hàng rất là kỹ. Tới nơi anh chị mình kiểm tra hàng
đó, cây buông ra mà không có bị dỗ đỡ gì đó thì anh chị mình cứ thanh toán qua tiền shipper giùm em ha. Còn không thì cây nó chụp chặt gì anh chị mình cứ báo em. Đó, những cái tược nãy lên đó thì nó bị cháy nè, em để cho nó cây nó khỏe, em không có tứ phân tứ rễ của chú về cho cô chú anh chị mình săn sóc dễ ha. Thì cái loại này thì 50 cây bình lớn ha, bình này khủng của chú. Em giao lưu là 1,5 triệu một bình ha. Một cặp cái bình này thì 3 triệu thôi chú, bự lắm của chú anh chị ơi. Rồi, video của em tới đây thì kết thúc ha. Thì hôm nay thì em có lên nói chung là 30 cây thì nó có 3 loại, loại nhỏ, loại trung, loại dừa, loại bự chứ. Đó, thì loại 8,5 900 1 triệu á. Với cả loại hai loại 50 cây ha. Thì mảnh giá thì em cũng báo cho cô chú, cô chú cần gì thì điện em ha. Rồi, em sẽ hẹn chị clip tiếp theo của em ha. Em xin chào.